Xin chào các bạn. Thời điểm này, số lượng thí sinh có nhu cầu thay đổi đăng ký, thay đổi nguyện vọng là rất lớn. Video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng chức năng điều chỉnh nguyện vọng, đăng ký xét tuyển trực tuyến dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến. Bước 1: đăng nhập, dùng điều chỉnh chính thức nguyện vọng đăng ký xét tuyển từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9 năm 2021. Truy cập vào website http://thisinh.thitotnghiệptrunghocphothong.edu.vn. Thí sinh sẽ đăng nhập bằng số chứng minh nhân dân. Lưu ý, số chứng minh nhân dân là số chứng minh nhân dân hoặc mã định danh khi thí sinh đăng ký dự thi. Mật khẩu, mật khẩu để đăng nhập hệ thống của thí sinh là mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi. Trường hợp đã thay đổi mật khẩu sau khi được cấp thì dùng mật khẩu đã thay đổi. Nếu thí sinh quên mật khẩu thì đến điểm tiếp nhận hồ sơ để xin cấp lại. Bước 2. Vào chức năng thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Chọn chức năng thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh từ menu chương trình. Sau khi chọn chức năng, màn hình thông tin đăng ký nguyện vọng của thí sinh hiển thị. Bước 3. In danh sách nguyện vọng trước khi thay đổi. Để in danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn nút in danh sách trên màn hình. Bước 4. Thay đổi nguyện vọng. Lưu ý, thí sinh có thể thực hiện một trong các thao tác: sắp xếp lại thứ tự nguyện vọng hoặc xóa, sửa, thêm mới nguyện vọng. Bước 4.1. Thay đổi thứ tự nguyện vọng. Để thay đổi thứ tự nguyện vọng, thí sinh nhập thứ tự nguyện vọng vào ô thứ tự nguyện vọng. Ví dụ như hình bên dưới, thí sinh muốn thay đổi thứ tự nguyện vọng 2 thành nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 thành nguyện vọng 2. Sau đó nhấn nút xếp theo thứ tự nguyện vọng. Sau khi nhấn nút xếp theo thứ tự nguyện vọng, hệ thống sẽ thực hiện sắp xếp lại theo thứ tự tăng dần như sau. Bước 4.2. Xóa nguyện vọng. Để xóa một nguyện vọng, thí sinh nhấn chuột vào biểu tượng thùng rác màu đỏ của nguyện vọng đó. Trên màn hình hiển thị pop-up xác nhận xóa, thí sinh nhấn đồng ý để xác nhận xóa nguyện vọng này ra khỏi danh sách nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh hiện có. Bước 4.3. Thêm mới nguyện vọng. Lưu ý, nút thêm nguyện vọng chỉ hiển thị khi tổng số nguyện vọng hiện có nhỏ hơn tổng số nguyện vọng thí sinh đã đăng ký ban đầu khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Để thêm mới một nguyện vọng, thí sinh nhấn nút thêm nguyện vọng trên màn hình. Thí sinh nhập thông tin nguyện vọng như trong hình sau. Bước 4.4. Sửa nguyện vọng. Để sửa một nguyện vọng trong danh sách nguyện vọng, thí sinh nhấn biểu tượng hình bút chì của nguyện vọng đó. Trên màn hình sửa nguyện vọng, thí sinh chọn trường, chọn ngành, chọn tổ hợp môn nếu muốn thay đổi và nhấn nút chọn. Bước 5. Lưu thông tin. Sau khi đã điều chỉnh thông tin nguyện vọng, thí sinh nhấn nút lưu thông tin. Bước 6. Xác nhận đăng ký. Sau khi điều chỉnh xong nguyện vọng, thí sinh sử dụng số điện thoại đã điền trong phiếu đăng ký, gửi tin nhắn theo cú pháp TSO, số báo danh gửi 6058. Sau khi soạn tin theo đúng cú pháp, hệ thống trả về một tin nhắn có mã xác thực như sau. Thí sinh nhập mã xác thực vào ô và nhấn nút xác nhận đăng ký. Thí sinh nhấn đồng ý để xác nhận điều chỉnh nguyện vọng. Bước 7. Kết thúc. Sau khi nhấn OK, màn hình hiển thị thông báo sửa nguyện vọng thành công, tiếp tục nhấn nút OK. Sau khi nhấn OK, hệ thống quay về màn hình thông tin nguyện vọng của thí sinh. Bước 8. Kiểm tra thông tin điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Sau khi thí sinh đã điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thoát khỏi chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và hệ thống. Tiếp theo, đăng nhập lại hệ thống. Vào chức năng điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, vào trang thông tin nguyện vọng,
thí sinh thực hiện in danh sách nguyện vọng sau khi điều chỉnh và lưu lại. Lưu ý, để việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển thành công, thí sinh phải thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển đầy đủ các bước, không được bỏ qua hoặc dừng lại khi chưa thực hiện xong bước cuối cùng. Vừa rồi là các bước điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến dành cho thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến. Chúc các bạn thành công!